Dạ vâng ạ, Audio 1977 xin kính chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày hôm nay thì em xin phép làm một cái video khi em test bộ dàn cho các bác ở trên mọi miền Tổ quốc với cái giá rất là hợp lý để cho các bác sử dụng. Thì hôm nay thì em xin kết hợp vào một cái bộ dàn, thì trong đây thì đầy đủ các bộ com lê cho các bác sử dụng. Thì trước mắt bác đây thì là một con đẩy Gutin với giá công suất của nó là 500W một kênh và con vang số X5 và thêm một đôi loa QSC của Mỹ các bác nhé, và công nghệ của con đẩy Gutin là của Đức, và con X5 và con Partigua thì cũng của Đức luôn. Thì bên em thì hôm nay chính thức là em sẽ test cái bộ dàn này cho các bác khách, và được test qua cái hệ thống máy rất là cao cấp các nhá, qua cái radar để mình quét được cái giải tần, khi nó gây ra rú rít thì nó không ảnh hưởng đến đôi loa và con mic khi các bác sử dụng hát karaoke, nó chống cho các bác là hú để cho các bác sử dụng. Còn về em thường nói mic chống hú thì không phải là mic có chế độ được chống hú, nhưng mà chúng em qua chế độ cài đặt và quét đi cái giải tần mà khi nó gây ra cái phần rú rít thì nó không ảnh hưởng đến cái mic nhiều và con vang nữa, thì nó kết hợp rất là tốt với đôi loa. Thì trước mắt có đây đó, thì máy móc thì bên em sẽ có những cái phụ kiện như là máy quét tần số của cái máy để quét đi cứ rú rít trên cái đôi loa và con vang của các bác đang sử dụng bên em. Thì đây hệ thống của máy quét thì qua những hệ thống máy rất là cao cấp và chúng em đã quét đi những cái tần số mà khi nó gây ra cái hiện tượng rú rít ở trên loa rất là ok rồi, và chỉ để cho các bác trải nghiệm thôi. Thì cái bộ dàn này thì với giá cũng rất là hợp lý, với con đẩy Gutin thì em đang đưa ra là giá là có 3.500.000 đồng tại cửa hàng bên em, và đôi loa thì trên 6 triệu các bạn, và con vàng số hơn 2 triệu bên em, 2.500.000 đồng, và con Partigua thì em đang chào bán là 1.800.000 đồng ở hàng bãi các nhá. Thì hầu như là rất là ok, nếu mà các bác trải nghiệm cái dòng này á thì em cam kết là cực kỳ là hay luôn. Và tiếp tục là em sẽ test cho các bác thử âm một chút về cái chất âm của con vang này nó đưa đến và đôi loa này nó đưa đến nó hay đến mức độ nào, thì các bác đánh giá hộ em. Và sau nữa là các bác nào mà có tin tưởng bên cửa hàng bên em thì cứ liên hệ qua cửa hàng bên em theo số điện thoại của em Hoàng 0909999083 cũng nhá. Em nhận là ghép dàn cho các bác và bán những hàng chất lượng cho các bác sử dụng. Và đây thì em xin test một đoạn nhạc cho các bác để các bác hưởng âm, để các bác trải nghiệm cũng nhá. Nếu bác nào mà thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh cũng nhá. Thank you.
tiền hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay mò áo mới vì anh. Nguyện trong ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong lần mặt em đang nhìn về ai. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn đám quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Nhớ chưa từng có những phút liệt xa, dấu thương mà trên vai anh khóc lúc hoa. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh. Nhớ anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đêm nhưng giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành đến cho em. Lên đấy. Đoạn video thì em đang truyền tải đến cho các bác và chị nghe. Và khổ này em cảm thấy các bác rất là hay luôn, âm chất âm rất là hay và em đã biết rồi, rất là hay. Các bác nào mà muốn sử dụng thì có thể qua cửa hàng với em trực tiếp, gọi vào số của em hoặc 0909999003 luôn nhé. Và cuối video thì em xin các bác qua cho em một đăng ký kênh và một like. Và mỗi gì các bác cứ liên hệ qua cửa hàng với em. Chúc các bác tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.